Chào anh em quay trở lại với video tiếp theo nhé. Tài, rồi trọng tài luôn này. Anh em bắt câu điểm dưới này, nhìn nha. Đi mẹ mày, 5 tay mà 1 câu tài luôn này. Quá ghê gớm luôn này. Ok anh em, chào chú nha. Chắc đã, 15 cộng 27 lẻ. Lẻ xỉu một nghịch này. Lẻ tài một thuận này. Chẳng xỉu. Từ xem lẻ tám thuận này, chắc siêu hai thuận này, chắn tài một nghịch này, lẻ này, ôi ôi lẻ tài thôi anh em này, chốt luôn anh em ơi, buồn quá. Đi mẹ cầu quân anh em này. Ôi rồi thôi. Lẻ ơi xịu nghịch này. 22. Hai tay của mình cho 8 cộng 7 15 lẻ. Cái này đi mẹ em đi xịu tiếp anh em ơi. À, tay đầu gãy luôn sợ nha. Đó, đánh nhịp mẹ đen này nha. Cứ tay đầu là gãy nha. Thế mới sợ chứ. Không sao, anh em đi mẹ đi tỉnh. Đang đứng tỉnh rồi. 2, 4 và 2, không là 2 hàng nha. 2 hàng các suất ăn rồi anh em ơi. Cứ bình tĩnh ạ, đi phải thế này tôi giã cho anh em xem. Giã cho anh em xem, được chưa anh em? Mẹ mày công nghịch luôn này, bác thấy công nghịch rồi anh em ạ. Chắc tài một nghịch này, lẻ xíu hai nghịch này. Đó, ba nghịch rồi. Đây này, chắc tài một nghịch này. Lẻ xỉu 2 nghịch này, lẻ xỉu 3 nghịch này. Đó, đến tiếng này, mẹ cầu 33, sợ nhất cầu 33 buổi sáng ngày này. 8-86 trắng này. Mẹ bắt tiếng 3 nghịch này. Cầu 33 ngày này. Đây số loại anh em này. Này lấy lại ngay anh em, lấy lại 3M lại luôn. Cứ bình tĩnh anh em ạ. Mà đây là đâu phải là vì tại tay đầu gãy anh em thua đâu. Đấy, bình tĩnh anh em ạ. Cơ hội nhiều lắm anh em ạ. Ui ôi, tài rồi. Chẳng về tài không mình nha. Bê thật. 44 này. 44 này. Bệt luôn này, bốn tay rồi này, bốn tay của mình rồi. Sắp xuất cầu ra kia mới khai này. 12 cũng 12 cũng xem bốn lẻ, đi phải tên đi học tài em. Chốt. Đi phải chốt 20, chốt 70 em. Cầu nó quân em ơi. Lỗ mất mờ em ạ. Trên này ăn 6M em ạ. Cái này 4M đây. Gầy. Ôi ôi. Đi mẹ em ơi. Đây bây giờ 5 tay cầu về rồi. Đi mẹ tay 6 là tên này chốt cầu thuận anh em nha. 8 không bằng 8 chẵn này. Mẹ mày đi siêu anh em. Chốt thế này anh em. Đi mẹ mà tên câu kết anh em này. Dình anh em ạ. Đi mẹ đánh khi nó dình nó quân như này rồi là nện.
máu. Ôi dồi ôi, tài luôn này. Đi các bạn niệm luôn này. Vẫn được cầu bề, thế trôi thuận anh em. Đi mẹ ăn gỡ rồi này. Bài cũng 1.18 chẵn, mẹ mới đi xíu thế này, chốt. Thành bại thì thế này em ạ, kết thúc được thì thôi anh em nghỉ nha, đi mẹ chấp nhận anh em ạ. Cô sáng này cũng khê phết thì mình đéo đơn giản rồi. Rồi. Ma ở thầy ông nội này. Vượt thêm thứ nào hay thứ đấy anh em. Chốt thứ này nha. Thế này ăn được phải có lãi anh em này. Đi phải về bay bờ luôn anh em ạ. Đi mẹ em thử đánh hôm nào đánh run như này anh em ạ. Đi mẹ mày tài luôn này, thôi nghỉ anh em ơi. Chấp nhận anh em nha, hẹn anh em video sau nha. Chào anh em.